Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, mỗi năm có 1,3 tỷ tấn lương thực bị lãng phí. Một điều tra của Tổ chức Môi trường, Người bạn của Trái đất phát hiện ra rằng mỗi bữa tiệc cưới thải ra khoảng 105 kg thức ăn thừa, ước tính khoảng 1/3 lượng thực phẩm được các hộ gia đình mua về mỗi năm, được đổ vào thùng rác. Dựa trên đánh giá của FAO, tại châu Âu, tỷ lệ thực phẩm bỏ phí đang ở mức 40%, đủ để nuôi sống 200 triệu người. Còn ở Ý, khoảng 5 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm, khiến kinh tế thiệt hại đến 13,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1% GDP. Một điều nghịch lý là, cho dù nhiều thức ăn bị lãng phí như vậy, nhưng vẫn có đến 800 triệu người trên thế giới đi ngủ với cái bụng rỗng mỗi đêm. Và cứ 7 người trên thế giới thì có một người đói và hơn 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày vì đói. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là những con số thống kê rất ấn tượng về nạn đói trên thế giới. Hàng ngày hàng giờ có rất nhiều những người phải chết vì đói, vì thiếu thức ăn. Nhưng mà cũng hàng ngày hàng giờ chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh là cái việc thức ăn bị lãng phí, bị thừa mứa, bị bỏ đi rất là nhiều. Và cái điều đó cũng sẽ là chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề lãng phí thực phẩm. Và khách mời ngày hôm nay không ai khác chính là diễn viên Anh Đức. Trong 8 quốc gia ở châu Á nha, về cái việc mà lãng phí thực phẩm thì Việt Nam mình xếp thứ mấy không? Em nghĩ là sẽ nằm trong top 4 á. Không phải là 4 không đâu em, mà Việt Nam mình xếp thứ 2 trong 8 quốc gia ở châu Á về cái việc mà lãng phí thực phẩm. Có thể là cũng là do cái ý thức và cái bản tính của người Việt Nam mình trước giờ là hay có những cái hơi sĩ diện một chút xíu. Sĩ diện. Cho nên là về cái vấn đề lãng phí thức ăn này em thấy xảy ra một phần là sẽ nằm trong cái tính cách đó từ xưa tới giờ của người Việt Nam. Đầu tiên là ở trong gia đình mình trước rồi đã. Tâm lý người ta luôn luôn là muốn tích trữ thức ăn. Trong tủ lạnh, trong những cái cặp băng rê của mỗi gia đình hầu như là chứa rất là nhiều thức ăn, từ thức ăn khô cho đến thức ăn tươi, thức ăn ăn ngay, rồi đến thức ăn để lâu. Không biết làm chi mà cứ để cho nhiều thiệt nhiều gì đó rồi cứ ăn dần dần. Nhưng mà thức ăn nó có cái thời hạn của nó. Chính xác. Đúng không? Nó có cái đáp của nó. Bây giờ đến ngày đó không ăn là nó hư, đành phải bỏ đi. Dạ, cái đó là em thấy là ở nhà thôi. Rồi còn có những lúc mà ra nhà hàng, đó ra quán ăn. Ví dụ như hôm nay tôi đi ăn với khách, tôi đi ăn với bạn gái, đó. Đi ăn với một người nào đó, tới là sao? Vì mình là mình phải giữ thể gì cho mình mà. Ăn cái này nha, ăn cái kia nha. Cứ gọi đi, không sao đâu. Rồi gọi thoải mái ra, rồi ăn không hết. Mà thường ở trong nhà hàng quán ăn vậy đó, ăn không hết rồi thì đương nhiên là buộc cái quy định về an toàn thực phẩm, những cái đó là phải đem đổ bỏ hết với anh thì quá là lãng phí rồi. Anh nói về việc trong gia đình trước. Trong gia đình trước, tức là khi chúng ta mua thức ăn về thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn cái lượng thực phẩm làm sao cho nó phù hợp với số thành viên trong nhà, và tốt nhất là nên đi chợ trong ngày, tức là ngày hôm nay đi chợ mua như đó thôi, nhắm ăn đủ hết rồi thôi qua ngày mai mình đi chợ thêm lần nữa. Còn nếu như những gia đình nào mà người ta bận rộn tới cái mức là không có thời gian đi chợ, lâu lâu mới đi một lần á, thì cũng cần phải tính toán cho nó hợp lý, mua thức ăn trong vòng 3-4 ngày hoặc là một tuần gì đó. Và cái loại thực phẩm đó mình sẽ phải để ngăn đông, để khi mình lấy ra mình rã đông mình vẫn có thể sử dụng mà không có không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nhưng mà nó cũng phải vừa đủ thôi, đừng có sợ đói rồi mình cứ tích trữ nhiều quá rồi bỏ đi, nó phí phạm vô cùng luôn. Cái đó là cũng xuất phát từ cái gọi là mình hơi lười biếng chút xíu. Ngay cả em ở cái thời gian trước cũng 1-2 lần mình cũng phải mắc phải chuyện này, tại vì mình đi làm nhiều, mình không có thời gian, cứ đi về trễ, không có đúng cái giờ cơm rồi mình lại cho qua, rồi qua ngày hôm sau đi quay, cái thời gian nó lại trễ chút nữa là mình lại cho qua, rồi cứ nhiều ngày quá mình để ngăn đá nhưng mà mình lấy ra mình xả đông ra thì vẫn không sử dụng được, buộc phải bỏ. Nhất là mấy bà đi siêu thị đó, thấy thực phẩm bày ra ê hề đẹp mắt quá, cái gì cũng muốn ăn hết trơn á, thành ra mình gom về mình ăn làm sao hết, cái bụng mình có bao nhiêu hà, mà thực phẩm thì cả một nhà thì làm em sao? Đó là em là có tính toán kỹ lắm rồi đó, là em ở có một mình thôi là em mua cũng rất là hạn chế rồi. Nhưng đó, rau quả mà mình để 2-3 ngày 3-4 ngày cũng không có để được lâu đó, rồi thịt cá đôi khi một phần chút thôi mà mình bỏ mình cũng thấy tiếc. Cái tính của em nha, là đồ ăn mà đã nấu nướng chế biến xong hết rồi, cho dù có còn chút xíu cũng ráng ăn hết. Đúng rồi. Không có thích bỏ mứa. Anh cũng vậy đó. Em không thích bỏ mứa. Anh cảm giác rằng khi mà mình ăn mà mình bỏ mứa nó rất là phí phạm. Cho nên là khi anh làm đồ ăn á, làm vừa đủ. Dạ. Còn nếu như mà làm có dư á,
thì để đó, bỏ ngăn đá hoặc là bỏ tủ lạnh ngăn mát, và ngày mai sẽ phải thanh toán cho hết. Và bởi vì mình tiếc đó, đúng không anh? anh thực ra anh để ý về cái chuyện mà lãng phí thực phẩm. Dạ. Bởi vì anh biết rằng xung quanh mình còn nhiều người nghèo đói lắm. Dạ. Hồi đó đứa kia biết không, khi anh đi ăn nhà hàng á, cái hồi xưa lúc mà anh còn ăn mặn á, lúc anh đi ăn nhà hàng với bạn bè thì bao giờ trong những cái buổi tiệc đó nó cũng còn dư rất nhiều đồ ăn, và gần như có những món người ta không có đụng đũa đến còn dư lại, và những cái phần ăn nó còn rất sạch sẽ, thì anh bao giờ cũng kêu nhà hàng gói mang về cho mình. Em cũng vậy đó, em cũng thấy cái phần nào mình ăn được mình cố gắng mình đem về để có thể qua ngày mai mình cố gắng mình hâm lại để mình ăn trước khi đi làm, cũng đỡ lãng phí hơn rất là nhiều. Còn có những trường hợp hồi nãy anh nói là dắt bạn gái đi ăn mà gặp khó xử vậy nè, hỏi ăn gì, thôi em không biết, à thôi kêu đại này nha, xong kêu này ra xong ăn không được, xong kêu qua món khác không biết, trời ơi rốt cuộc để ra ê hề mỏng ăn. Thôi các bạn gái ơi, mình cứ thoải mái một chút xíu, khi mà mời bạn trai để mời mình đi ăn á thì đói thì mình cứ ăn, và mình cố gắng mình ăn cho hết, đừng có bỏ thừa mứa như vậy, thiệt ra nhìn không có hay một chút nào cả. Còn các bạn trai cũng vậy nha, đừng có sĩ diện như gái, đừng có kiểu ra vẻ ga lăng, kêu đi em, kêu đi em, thích ăn gì kêu đi em, kêu tràn giang đại hải, kêu ê hề đi em, xong rồi đổ đi em. Nó tiếc lắm. À, tại Hồng Kông đi, thì khi khách hàng mà gọi thức ăn mà không dùng hết á, thì sẽ phải trả thêm 1,5 đô Hồng Kông. Tại phải em có tiền em muốn vô em gọi gì gọi. À, đúng dạ, không? Đúng rồi. Em có tiền kệ em, nhưng em vô, em gọi, em phải ăn cho hết. Ăn hết. Còn nếu như mà ăn mà để lại, lãng phí, thừa mứa, phạt 1,5 đô. Em thấy vậy hợp lý. Vậy hợp lý và nên. Còn nếu như mà tại Mỹ á, khi chúng ta gọi thức ăn mà chúng ta ăn không hết, để lại nhiều, thì chúng ta sẽ bị thu thêm 30% trên tổng hóa đơn. Và ngay cái cách phục vụ ở nước ngoài cũng vậy. Khi mà họ thấy mình đang dùng mà dùng không hết, bỏ thừa mứa quá nhiều, là ngay lập tức quản lý hoặc nhân viên ra hỏi mình liền, có lý do gì về món ăn hay không, có gặp vấn đề gì hay không, có cần tôi xử lý lại hay không, hoặc là có, nếu mà bỏ thừa mứa như vậy hoài là phải có vấn đề gì đó. Họ ra họ nói chuyện với mình, và có thể là họ tính thêm tiền phạt cho mình ngay. Rồi chẳng hạn như là ở nước Ả Rập Saudi, là một đất nước mà mình biết là giàu có với những cái mỏ quặng, mỏ dầu như thế. Nhưng mà họ cũng có những hình thức xử phạt, nếu như khách vào trong quán, vào trong nhà hàng mà gọi thức ăn mà ăn không hết, bỏ thừa mứa họ cũng phạt luôn. Có lẽ Việt Nam chúng ta cũng nên áp dụng cái cách này để cho hạn chế cái việc mà người dân phung phí bỏ thừa mứa thức ăn, đặc biệt là trong các nhà hàng, rồi những cái bữa tiệc buffet. Ngoài cái việc xử phạt thì chúng ta nên như thế nào để hạn chế cái việc lãng phí thức ăn? Mỗi khi mà chúng ta đi đến đâu đó, đến một nhà hàng nào đó ăn uống, thì chúng ta nên có là mình chuẩn bị trước ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn gì, và chúng ta có thể nạp được vào trong người mình bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu năng lượng để mà chúng ta gọi cho cái phần ăn cho phù hợp. Và cũng đừng có quá sĩ diện với bạn bè, với khách khứa để mà chúng ta phải gọi quá nhiều đồ ăn để thể hiện được cái đẳng cấp của mình, hoặc là thể hiện cái sự hào phóng của mình để làm gì. Trong khi đó thức ăn dư thừa, và chúng ta mỗi lần như thế phải suy nghĩ đến xung quanh còn rất rất là nhiều người đang phải chịu cảnh đói khát, không có thức ăn. Mình không nên lãng phí thức ăn như thế nữa. Và mình cần phải có những cái cách để mình xử lý thức ăn thừa trong ngày. Rồi, và mỗi khi chúng ta đến dùng tiệc tại các nhà hàng lớn, thì nếu mà có lỡ dư thức ăn cũng đừng có ngại nói nhân viên của họ gói cho mình mang về. Bởi vì có nhiều người xấu hổ anh, sĩ diện nghĩ là tôi đã đến ăn rồi mà gói mang về như vậy thì kỳ quá. Người ta nói mình keo kiệt, bún xịn. Nhưng nó không phải đâu. Đó là một hành động để thể hiện được cái sự văn minh nữa. Khi chúng ta làm như vậy thì mọi người sẽ nhìn vào thấy chúng ta là biết tiết kiệm, văn minh. Chúng ta sẽ dùng những cái món ăn đó còn dư thừa đó về chúng ta có thể dùng được. Hoặc chúng ta cho những người khác, đói khác. Đức vừa mới nói về cái vấn đề sĩ diện khi chúng ta ăn ở nhà hàng xong rồi mang về. Anh em mình nói như thế, nhưng mà những người khác thì họ suy nghĩ như thế nào đây? Mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn nha. Nhà tôi cũng thường xuyên để đồ ăn trong tủ lạnh, đại khái thì vẫn mang ra ăn, nhưng mà cũng có một số đồ nó cũng bị hư. Tôi cũng thường hay để quên đồ ăn trong tủ lạnh, rồi cũng về cũng có trường hợp bị hư đó, như rau cải. Đi ăn đồ nhà hàng mà đại khái nó thừa thì ít khi là tôi mang về lắm. Chị không có mang về, tại vì khi mình ăn xong thì cũng no rồi nên ít khi nào mà tụi chị mang về. Theo phong tục Việt Nam thì tôi ít khi mang về, tại sợ những người xung quanh người ta
nhòm ngó thì người ta cười. Cũng có lần phí đó, nhưng mà bây giờ cái tâm lý là mình đi ăn mình đã no mà mình đem về nữa thì mình cũng lãng phí cái phần đó, tại vì khi mà đem về, khi mà mình đã no thì cũng không có ai sử dụng, mình càng lãng phí hơn. Một khảo sát mới đây về tình trạng lãng phí thức ăn trên 4.000 hộ gia đình trải dài trên 8 quốc gia ở châu Á, Thái Bình Dương cũng cho thấy 50% hộ gia đình gần như quên mất thức ăn thừa trữ trong tủ lạnh. Ngoài ra, tâm lý để phần cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng lãng phí thức ăn tại Việt Nam. Còn ở các nhà hàng, quán ăn, việc khách hàng bỏ thừa thức ăn hoặc không có ý định mang về trở thành một thực tế đáng buồn. Rất là hiếm khi khách đem về, thường là ở đây khi mà khách order quá nhiều cho một cái lượng người đó thì bên mình nhân viên có nói với khách để khách không có bị tránh tình trạng bị thừa mứa. Có những cái trường hợp người ta về là người ta bỏ đồ ăn dư thừa lại thì mình cảm thấy rất là lãng phí. Cũng có rất là nhiều người đồng quan điểm với anh em chúng ta là ăn dư cứ gói mang về không sao cả. Vì em phụ nữ cũng vậy, mỗi lần mà đi chợ hoặc đi siêu thị gì đó mua sắm, đôi khi là cứ nghĩ là một lần đi vậy đó mình mua cho cả tuần, cả hai tuần để đó để mình khỏi phải đi lại lần nữa. Để có nhiều khi thấy khuyến mãi nữa anh, mua quá nhiều rồi về chất đóng ở đó không có dịp sử dụng tới rồi sẽ bị hư, sẽ hết hạn, cũng là lãng phí thực phẩm rất là nhiều. Cái vấn đề này Đại Nghĩa nghĩ rằng là trong mỗi gia đình chúng ta hoặc là trong mỗi bản thân người, trong mỗi con người chúng ta ai cũng đều có hết. Đó là cái tính lãng phí thức ăn, nhất là khi chúng ta đang sống trong một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh cũng tương đối nó dễ chịu, nó thoải mái hơn so với ngày xưa với ông bà ta. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho phép mình cái quyền là lãng phí thức ăn. Bởi vì ở ngoài kia, trên thế giới còn rất nhiều những người đang thiếu thốn, đang cần những cái lương thực thực phẩm đó. Vì vậy, hãy tiết kiệm thức ăn hết sức có thể quý vị nha. Cảm ơn anh Đức ngày hôm nay đã đến chia sẻ cái đề tài này cùng với anh. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.